Chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang ở trường Đại học Mạng Xã hội. Hôm nay mình đến đây để tham gia chương trình kéo co của công đoàn trường tổ chức. Trận thứ ba giữa hai đội 8 giáo dục đại cương lý luận chính trị và đội 1 quản lý về nhân lực. Sau trận đấu thứ ba là trận đấu thứ tư, đội 2 kế toán và luật, đội 10 khối phần 32 tổ chức hành chính tổ hợp văn phòng. Thank you.
Giải thi đấu của chúng ta ngày hôm nay thu hút 16 đội
10 đội cán bộ giảng viên và 6 đội sinh viên được giải thi đấu. Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát của đảng ủy ban giám hiệu